Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với video tiếp theo của mình trên cái kênh YouTube HT Pro 189. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái mạch điện cho các bạn tham khảo, cũng như là chúng ta có thể làm theo. Và đây là một cái mạch điện để tạo thành một cái thiết bị hỗ trợ cho chúng ta làm ngành điện nó đơn giản hơn. Đây là một cái thiết bị sử dụng với vài linh kiện đơn giản thôi. Đầu tiên thì nó là một cục pin, một viên pin 3,7V. Viên pin này là viên pin laptop, hoặc là các bạn có thể lấy viên pin nào 3,7V cũng được, pin gì cũng được nó, hoặc là chúng ta dùng hai quả pin tiểu. Thứ hai là một cái bóng đèn LED. Bóng đèn LED này thì các bạn có thể chọn màu xanh, màu đỏ, tím, vàng tùy theo. Cái này là thông báo trạng thái. Và ở đây là hai con transistor cùng số, cùng số các bạn nhé, là con C1815. Đây các bạn có thể nhìn thấy hai con cùng số C1815 nhé. Đó. Với một cái cuộn đồng như thế này. Và cái mạch điện mà mình chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay chính là cái mạch bút thử điện không tiếp xúc. Ở trên mạng thì mình thấy có rất là nhiều những cái thiết bị như vậy, và với bán với cái giá thành từ 50 đến 70 ngàn hoặc là hơn nữa. Thì với cái giá thành đó cũng rất là rẻ rồi. Nhưng mà chúng ta có thể tự tạo ra một cái thiết bị thì nó sẽ hoàn toàn thú vị hơn rất là nhiều. Đó, thì chúng ta chỉ cần chuẩn bị những cái này thôi là chúng ta đã tạo thành một cái bút thử điện. Nó rất là nhiều tên: bút thử điện thông minh, bút thử điện không tiếp xúc, rồi là bút thử điện không chạm. Nói chung là nó thử điện xem pha nào là pha nóng và pha nào là pha mát. Đó, để chúng ta xác định được. Ở đây bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành lắp ráp. Mình sẽ có hai con transistor C1815, các bạn nhìn như trong hình như này. Rồi. Bây giờ cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ ghép hai con transistor này lại với nhau. Thì chúng ta sẽ dùng hai cái chiều mà nó khuyết như này úp lại với nhau. Bây giờ thì mình sẽ hàn lại. Đây nó sẽ úp như này nhá. Đó. Bây giờ thì mình sẽ hàn lại. Các bạn sẽ lấy như thế này. Đó. Bây giờ thì mình sẽ hàn lại. Đây, khi hàn xong thì các bạn sẽ nó sẽ được như thế này. Đó. Và một cái bóng đèn LED. Thì cái bóng đèn LED này nó sẽ có cái thông thường, các bạn nhìn thấy nó sẽ có hai chân. Nếu như bóng đèn LED mới thì cái chân dài này chính là chân dương, còn chân ngắn hơn là chân âm. Còn nếu như chúng ta đã cắt đi và không xác định được chân nào chân dài, chân nào là chân ngắn, thì chúng ta sẽ xác định bằng cách là bên trong cái nhân LED này nó sẽ có một cái dạng như là cái pha, một cực đi vào mà nó to hơn thì chính là chân âm. Các bạn có thể nhìn thấy này. Đó, và một bên bé hơn thì nó là chân dương. Nhưng mà có một số những cái bóng đặc biệt thì nó lại ngược lại. Nhưng đại đa số là nó sẽ như thế này các bạn nhé. Chúng ta sẽ lấy cái chân âm, tức là cái chân ngắn này mà nó có pha to này, chân âm. Chúng ta sẽ hàn với chân giữa của hai con transistor này. Đó. Bây giờ thì các bạn sẽ xác định cái con transistor nào để nhận điện áp âm. Các bạn nhìn thấy là khi mà chúng ta đặt như thế này thì chúng ta sẽ lấy con mà có cái khuyết ngửa lên trên. Đây các bạn nhìn thấy con có khuyết ngửa lên trên, và cái chân số 1 của nó chính là chân nhận điện áp âm. Nhận điện áp âm thì chúng ta sẽ hàn luôn với cái cực âm của viên pin 3,7V. Đó. Chân dương thì chúng ta sẽ dùng một cái dây điện hàn với chân dương, từ chân dương của pin này sang chân dương của cái bóng đèn LED. Chân dương của bóng đèn LED.
Đó. Bây giờ thì các bạn sẽ sờ tay vào. Các bạn thấy là bóng đèn nó đã có hiện tượng là gần như chúng ta chạm vào nó đã có cái độ sáng này rồi. Đó. Khi mà sờ vào hai chân này. Nhưng để mà nó nhạy hơn được thì các bạn sẽ kiểm chứng bằng cái mỏ hàn này. Đó, chạm mỏ hàn. Đây. Bấm mỏ hàn thì nó sẽ sáng hơn này. Đó. Bây giờ thì muốn mà để xác định được điện và nó có cái độ nhạy cao hơn thì chúng ta cần một cái vòng, vài cái vòng dây đồng như thế này. Và hàn với cái chân số 3 của con Chantito C1815 nằm bên trên. Đây. Bây giờ thì mình sẽ bẻ cái chân này lên. Cho nó có cái rồi chúng ta sẽ dễ hình dung hơn, dễ phát hiện được cái màu tín hiệu màu đỏ này hơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử cho các bạn xem. Mình không biết được mỏ hàn này sáng. Đây các bạn nhìn thấy này. Khi mình bấm mỏ hàn ở gần cái vòng dây đồng này thôi, không cần chạm thì bóng đèn đã sáng rồi. Và bây giờ nó là một cái mạch điện bút thử điện thông minh, thì có nghĩa là nó để chúng ta kiểm tra cái pha nóng của điện AC. Thì bây giờ thì mình sẽ dí cái máy quay vào cái gần cái khu vực ổ điện. Đây chính là cái ổ điện 220V của mình, nằm ở trên cái bàn chuyên sửa chữa này. Bây giờ thì mình sẽ dí gần vào. Các bạn có thể nhìn thấy là mình sẽ đặt như này. Ổ điện nó sẽ có hai cái cực, một cực mát và một cực pha nóng ở bên trên bên dưới như này. Tùy theo chúng ta bắt thôi, nên chúng ta sẽ cần xác định đâu là pha, đâu là cái dây nóng và đâu là dây mát. Thì chúng ta sẽ để cái mạch này lên. Nếu như cái vòng đồng này nó nằm ở bên nào mà cái bóng đèn sáng thì nó chính là pha nóng. Còn ngược lại, nếu chúng ta dí xuống cái pha dưới mà nó không sáng, có nghĩa đó là pha mát. Thì cái việc xác định pha mát, pha nóng này thì chúng ta có thể lắp automat, hoặc là một số những cái công việc về ngành điện thì chúng ta sẽ cần xác định pha mát và pha nóng như này. Đây các bạn nhìn thấy này, bóng đèn sáng này. Dí xuống dưới này, bóng đèn không sáng này. Đó. Sang đến cái ổ điện bên này thì cùng trên là một cái bàn. Bây giờ thì mình sẽ dí bên trên này. Các bạn có thể nhìn thấy bên trên thì đèn nó lại không sáng, mà dí xuống dưới nó lại sáng. Là bởi vì mình lắp hai cái ổ điện này nó bị ngược với nhau. Trên thực tế thì điện áp AC thì nó cũng không, khi mà đầu ra như này thì chúng ta sẽ không cần phân biệt nó là pha mát pha nóng gì cả. Mà chúng ta khi đấu điện nhà thì chúng ta cần đi qua automat thì chúng ta mới cần thôi. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Còn ở đây thì ổ điện thì hai cái pha này nó cũng gần như nhau, nên bóng đèn nó sẽ có hiện tượng bị nhiễm vì cái mạch này nó cảm ứng khá là nhạy. Bây giờ thì mình sẽ thử với cắm điện vào ổ điện và đo trực tiếp trên cái dây thì nó sẽ phát hiện được rõ ràng hơn. Đây chính là cái phích điện mình sẽ cắm vào điện áp 220V này. Đó. Và cái điện áp này ở đang ở trên có hai đầu dây này rất là nguy hiểm, nên các bạn nếu như mà làm theo để kiểm chứng thì chúng ta cần phải rất là chú ý. Điện áp này điện áp trực tiếp 220V. Đây các bạn có thể nhìn thấy là mình sẽ dí vào đây. Đèn sáng, một dây sáng, một dây không sáng. Đấy các bạn nhìn thấy nhá. Đó. Thì cái pha của cái dây màu nâu này chính là cái pha nóng của điện áp 220V AC. Còn cái dây màu xanh chính là pha mát, pha tiếp đất. Đó. Đó. Bây giờ thì mình sẽ đảo ngược cái phích điện này lại, xem nó có đúng như thế không. Nếu như cái dây pha nóng nó chuyển sang dây màu xanh. Đây các bạn có nhìn thấy. Đó. Đó. Thì đây chính là cái cách kiểm tra cái pha nóng, pha lạnh. Mà cái việc gọi của cái mạch điện này chính là cái bút thử điện thông minh, hay là bút thử điện không tiếp xúc, hay là bút thử điện không chạm, mà trên mạng đang bán rất là nhiều. Thì thực tế nó chỉ có một viên pin, mà mình cũng không biết cái bút đó nó có nhiều linh kiện như nào hay không, mình cũng chưa đập ra thử. Nhưng nó sẽ hoạt động theo cái nguyên lý là tương tự như vậy. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Đó. Rồi. Như vậy là cái mạch điện của chúng ta hoạt động đã đúng theo cái quy trình và cái tên gọi, đó chính là bút thử điện thông minh và bút thử điện không chạm. Trên thực tế thì chúng ta không cần chạm thì nó cũng đã sáng lên rồi.
Đó, đây mình chạm 2 giây này thì bóng đèn sáng này. Từ dương nguồn sang cái chân B của con chân Hitoshi 1815 thứ 2 thì bóng đèn nó sẽ thông như này. Đó. Nói chung là một cái mạch điện khá là đơn giản, bao gồm một viên pin, hai con Chanito 1815, C1815 và một cái đèn LED. Với cái dây đồng chúng ta có thể tự quấn như này, nó không cần chính xác, nhưng chúng ta không nên làm nó quá nhiều vòng. Các bạn có thể nhìn chi tiết cái cách đấu của mình như thế này. Đó, và làm theo. Và chút nữa thì cũng giống như thường lệ thì mình sẽ có một cái sơ đồ vẽ trên giấy cho các bạn có thể nhìn kỹ hơn. Đây. Đó. Mình sẽ quay gì sắc nét nhất có thể cho các bạn có thể, nếu như các bạn nào mà thấy thích và làm theo. Hai con C1815 nhá. Chanito C1815. Con này rất là thông dụng và có rất là nhiều trên các thiết bị điện tử. Đó, nó có 3 chân thì chúng ta sẽ úp lại với nhau tạo thành một cái dạng như gần như hình tròn như thế này. Bầu dục. Nó gọi là hai con chân to úp bụng vào nhau này, úp mặt chữ vào nhau, hàng lại ở đây, hàng lại ở đây. Chân số 1 của con C1815 thì nó sẽ là hàn vào cực âm của nguồn 3V7. Trên bóng đèn LED thì chân âm của nó sẽ được hàn với cái chân giữa của hai con C1815, còn lại chân dương sẽ được nhận đi áp dương nguồn từ viên pin. Và cái chân số 3 của con C1815 nằm ở bên trên, nó sẽ được hàn với vài cái vòng dây đồng như thế này để nó nhận cái cảm ứng từ điện tử điện. Đó. Bây giờ thì mình sẽ vẽ cái sơ đồ trên giấy cho các bạn nhé. Đây thì mình sẽ vẽ trên sơ đồ trên giấy này. Mình sẽ vẽ cái con C1815 đầu tiên. Con nằm bên dưới, nó sẽ có 3 chân. Và con C1815 tiếp theo thì nó sẽ có hiện, nó sẽ có, bây giờ mình vẽ lên đây thì nó hơi khó, mình sẽ vẽ theo chiều này. Đó, nó sẽ cũng có, sẽ có 3 chân. Thì cái chân, hai cái chân này nó sẽ được hàn với nhau. Đó, úp vào nhau. Chân bóng đèn LED thì nó sẽ có cái điện áp. Đây là bóng đèn. Thì nó sẽ có là điện áp âm và điện áp dương của bóng đèn LED. Bóng đèn LED thì chúng ta sẽ hàn cái chân âm này từ bóng đèn LED vào chân giữa của hai con C1815 này đã trùng lại với nhau. C1815 cả hai con. Đó. Chân thứ nhất của con C1815 thứ nhất, số 1 mình sẽ đánh dấu, số 2 thì nó sẽ nhận điện áp âm từ một viên pin. Đây là viên pin. Đây là viên pin có điện áp là, đây là chiều âm này, đây là chiều dương này và 3,7V. Điện áp dương sẽ được đi vào cái chân đèn LED, dương nguồn của đèn LED. Đó. Và cái chân để mà chúng ta cảm ứng được và nhận diện được đâu là chân pha nóng và đâu là pha mát thì nó sẽ được ăn vào đây với cái vòng đồng các bạn có thể quấn như này. Đó. Thì đây chính là cái sơ đồ rất là đơn giản, chúng ta có thể làm theo. Nó là cái mạch điện bút thử điện không tiếp xúc hay là bút thử điện thông minh. Đó, và những cái video của mình thì mình thường làm rất là kỹ, rất là chi tiết cho những anh em nào mà thực sự quan tâm và muốn làm theo. Còn có một số những cái phản ánh là kênh của mình nói nhiều hơn làm, cũng như là nói vòng vo hay gì đó thì mình không quan tâm. Mà quan tâm nhất là mình truyền đạt được cho các bạn cái mà mình muốn chia sẻ, cũng như là các bạn có thể làm theo và thành công. Đây chính là cái mạch điện, bút thử điện không tiếp xúc. Đó. Và với cái sơ đồ mạch này cũng như là cái cách hướng dẫn này của mình thì mình sẽ chúc tất cả các bạn có thể làm thành công nếu như các bạn nào quan tâm và muốn làm theo. Còn bây giờ thì mình xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.